Xin chào các bạn. Video này thì mình có một số phụ kiện nhập bãi. Giá là chưa bao gồm phí ship. Phí ship một đơn là 30k, mình có ship code toàn quốc. Này là mẻ đầu tiên này nha các bạn. Mẻ số 1 là một quả phao nha. Tên của nó là Hiromi này. Đó. Ngoại hình của nó là mút xốp nha các bạn. Mút xốp. Phần dưới này là mút xốp này, nó bóp mềm mềm như thế này nha. Đó. Còn phần trên nó là sẽ là đèn pin nha các bạn, đèn pin mình xoay ra. Mình xoay ra mình rút nha. Đó, mình sẽ rút như thế này. Mình gắn vào. Rồi cái này mình gắn mình cũng xoay vô. Đèn pin nó là như thế này nha các bạn. Phao mút xốp như thế này, đèn pin. Đó. Không sử dụng thì cứ gắn xoay lại. Quả số 1 nha. Số 1 này có giá là 80k. 80k nha, số 1. 80k. Tiếp theo là số 2. Số 2 thì mình có một cái quả pin Netino này. Số 2 của Nhật nha các bạn. Móc vào chỗ này. Ngoại hình thì cũng còn đẹp nha. Bật mở ra, mình xoay phần này. Pin nó này. Gắn vào này. Đó. Rất là đẹp nha. Mình dùng hết pin thì mình mua pin mình thay nha. Số 2 là 120k. Số 2 120k. Hết pin thì mình thay. 10 viên một cục, 10k một viên chứ. Đó. Mẹ số 3. Số 3 thì mình có Netino như thế này. Đó, Netino. Cái này màu cam như thế này nha. Xoay ở trên là trong suốt. Trông thấy bên trong thiết kế luôn nha. Đó, thiết kế pin của nó luôn. Rồi, pin mình gắn lại. Rất đẹp nha. Phao này rất đẹp. Ban đêm này, rất là sáng luôn. Này là số 3. Số 3 cái này là 120k. Số 3 nha, 120k. Rồi số 4. Số 4 thì mình có một cây Netino. Cây này là hai màu này nha các bạn. Màu xanh như thế này, ở trên là màu cam. Nó sẽ có chế độ hai màu. R và G này, màu vàng và màu đỏ này nha các bạn. Đó. Rồi, sử dụng là mình vặn vặn cái này. Mình gắn vào. Như thế này nha các bạn. Rồi mình xoay ra mình màu đỏ này. Từ R là từ red đó. Đó. Xoay ra màu đỏ. Rồi mình xoay ra bên này là màu vàng. Còn mình không muốn có màu thì mình đứng ở giữa này. Mình tắt không được đó. Mình tắt ở nút giữa này. Nó có khớp này. Mình xoay ra này màu đỏ. Thích thì màu vàng. Mà tùy theo mình thích nha. Đó. Còn thích thì mình tắt luôn. Không dùng mình cứ tháo pin mà xoay ngược lại nha. Cái này còn mới đẹp lắm. Cái này mới tinh luôn nha, mới tinh luôn nè. Cái này là số 4, 180k nha. 4 nha, 180k. Rồi tiếp theo là cây pin số 5. Pin số 5 thì riêng này thì mình có một viên viên tròn nha, xóa lỗi như thế này. Piso đó. Netino, Netino từ B. BF8701. Viên này nhỏ nha. Đó, như thế này. Nó gồm có hai pin luôn này, hai pin luôn. Đây, một pin nè. Hai pin. Mình muốn sáng nhiều thì mình cắm hai pin nha. Đó, hai pin nó sẽ sáng hơn. Tháo pin nó sẽ mờ lại một chút. Đó. Tùy theo mình thích, mình câu nhiều pin. Tùy theo địa hình đó, mình thay đổi. Quả này còn rất là mới nha, đẹp lắm. Mới tinh luôn. Mã số 5, mã này thì 150k nha. Pin số 5 này 150k một quả. Mã số 6. Số 6 Netino, cái này là 1.5. Lớn hơn quả này nha, nó lớn hơn quả kia một chút. Xoay ra sử dụng. Đó. Hai viên luôn. Nè, sáng nha các bạn. Đó. Pin này nữa. Hai cái nó sẽ sáng hơn, đó. Nó sáng nhẹ. Sáng hơn ha. Tùy theo mình sử dụng. Rồi, màu hình này nha. Màu hình đẹp. Mới tinh luôn. Mã số 6. Con này là 150k. 6 nha, 150k. Tiếp theo là mã 7. Mã 7 thì mình có một quả phao trứng như thế này to nha, loại lớn.
này con mè rồi, mới tinh luôn. Xoay như thế này, mở ra. Con này thì dùng pin tiểu nữa nha mày, pin loại nhỏ, pin tên là đó, pin pin giống pin đồng hồ đó, nhưng mà loại nhỏ hơn nữa nha mày. Mình chỉ cần lắp con này thôi, phản phản hết lại nha. Đó, nó sẽ lên màu, màu này là màu trắng đó nha bạn. Còn mình bên này nó có ba màu nha, mình xoay này, mình tắt này, mình tắt đi nha, mình xoay lại lần hai nó sẽ ra là màu xanh rất là đẹp nha. Rồi mình tắt đi này, mình xoay lại nữa nó sẽ ra màu đỏ, trắng xanh đỏ nha, nó gồm có ba màu đó. Còn thích là mình tắt, mình chỉ cần vặn nhẹ là nó tắt thôi, mình để dành khi nào dùng thì mình xoay chặt lại, nó sẽ màu trắng này, xanh này, đỏ này, nó tùy theo cái mình dùng. Con này là mới tinh luôn nha. Còn mình dành lại là cấp nhẹ nhẹ đó. Con này rất là đẹp, mới nha. Mã 7 250k nha. Số 7 250k. Rồi tiếp theo là số 8. Số 8 thì mình có một cái pin như thế này, màu xanh, Fuji Toki 15 Made in Japan này nha các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Con này còn mới nha. Đó, nó như thế này nha. Pin này là, con này là pha pin nha, pha pin vàng ở phía dưới này, mình chỉ cần xoay lại thôi. Đó, màu xanh là màu xanh như thế này nha. Đó, và mình móc con này mình câu. Đó, không sử dụng thì mình tháo ra, xoay lại. Rồi, con số 8 120k nha. 8 120k. Rồi bài số 9, một con màu đỏ, tên của nó này, Fuji này, 15. Nó để hình đi câu như thế này, rất đẹp. Màu cam. Rồi, vặn ra là sử dụng thôi. Xoay ngược pin là đó, như thế này nha. Con này rất đẹp nha, đó, màu này, màu của nó này. Tháo ra là tắt. Còn mới tinh luôn nha, mới tinh luôn. Số 9, cái này là 120k nha. Số 9 là 120k. Rồi số 10. Số 10 thì mình có một bịch ISO nha, loại lớn nha. Nó còn 4 viên mới tinh luôn. Mình đã có bịch như thế này. Rồi viên đầu tiên này. Viên đầu tiên là viên Yuyori 2.0 của Nhật này nha các bạn, Yuyori. Đó, sao lỗ giữa nha. Này, mình để trong lòng bàn tay, nó lớn nha. Rồi 2.0. Rồi viên thứ hai là 0.8. Xà lỗ như thế này, đầu bóng mịn như thế này. Rồi viên số 3 tên là Donguri đó. Một tải được là 11g này, 11.9g. Viên này là 11.9g. Chắc viên này cũng bằng bằng nè, viên này nó lớn hơn này. Đó, tùy viên nó để thì mình sẽ báo. Còn mấy cái viên nó không có để mình không có đo nha, không có đo được. Đó, viên này thì 1.5 nữa, nó lại là 10.8 gram. Đó, đó, nó còn 4 viên này nha bạn. 1 chấm nó là lớn hơn 1.5, 0.8. rồi viên này là 2 chấm. Đó, 4 viên mới tinh luôn nha, đẹp lắm. Số 10 nha, cái mẹ này là 150k. Số 10 rất là rẻ nha. Tiếp theo là 11 thì mình gồm có 4 viên luôn. 4 viên này là 4 viên không phải sợ lỗ nha các bạn. 4 viên này sợ dưới như thế này. Đó, móc vào dưới này mình câu. Yuyori 1.5 luôn. Trên này mình có thể gắn đèn pin này. Viên này thì nó tiện cái là mình gắn đèn pin. Pin đèn á, pin đèn mình mua là pin nhỏ, mình gắn vào. Cây dạo quen phát sáng nha các bạn. Các bạn gắn vào là câu. Đó, một viên này. Rồi viên này là viên tròn. Tròn nó như trái với bóng bàn nhá. Đó, đẹp lắm nha. Viên này mới tinh nè. Hai viên này. Viên này cũng tròn luôn này. Mới tinh nè, ba. Viên này màu đỏ, màu cam nè. Rồi viên như thế này nữa. Tròn nha. 4 viên. Cái này là 11 nha. 120k. 11 120k. Rồi tiếp theo là 12. 12 thì mình có một cuộn cước này, Tournament. Tournament Duel như thế này. Đó, cuộn này là 150m, hàng Made in Japan nha, nó cái này phía dưới 150m này,
0.33mm nha, tải được 16 lb, là 8 kg. Cuộn này là fluoro carbon nha các bạn, fluoro carbon carbon nha, nó để fluoro carbon. Sợi dây của nó là carbon màu tím như thế này, 150m, mở bên trong này nha. Carbon này không, carbon dây nó rất là chắc nha, nó bị sổ ra để mình quấn lại nha. Cuộn này còn mới tinh nha, nó đường chỉ luôn, đường quấn mới tinh luôn, còn nguyên nhé các bạn, cuộn này còn nguyên 150m, mấy Sapa tournament QL. Đó, như thế này, thông số mẻ rồi nè, mẻ code 12, cuộn này là 150k nha, 12 150k. Tiếp theo là 13. 13 thì mình có một cuộn 1000m này, made in Japan. Cuộn này là nylon nha các bạn, 1000m, 0.285mm, cước số 3 nha, cước số 3, hàng của Nhật nha. Đó, cước số 3. Cuộn này là màu vàng. Đó, màu vàng. 1000m, cuộn này thì tầm khoảng cỡ 500m nha các bạn, cuộn này tầm 500m. Số 13, cuộn này 13. 150k nha, 13 150k, còn là 500m nha, số 3. Rồi cuộn 14 thì mình có một cuộn Sunlight của Nhật nè, Sunlight tải là 4,1 kg, 9 lb, 500m nha, số 3. Số 3 của nó là 0.285mm, cuộn này đã sử dụng rồi nè, màu cam, còn nhiều nha. Cuộn này 500m thì tầm khoảng cỡ 400m nha, 400. Đó, còn nhiều lắm. Cuộn này là 14 130k. Rồi 15 thì mình có một cuộn nylon như thế này, 500m, hàng Nhật nhé, số 3. Cuộn này là chưa sử dụng nè, số 3 nha, còn nguyên kích luôn, chưa sử dụng, màu trắng. Đó, 500m đây. Cuộn này là số 15, cuộn này là 150k 15. 16 thì mình có một cuộn Dreamcast 500m nylon, 500m số 3, 0.286mm nylon, 1180 yên này. Màu của nó là như thế này, màu xanh như thế này. Cuộn này thì còn đầy luôn nha các bạn, còn đầy luôn. 500m số 3 nha, Dreamcast. 16, cuộn này là 100k. 16 100k. Rồi 17 thì mình có mẻ BE này nha các bạn, BE này thì màu xám này, cuộn này thì còn nhiều này. Đó, lò này thì 1.5 nhé các bạn, 1.5. Đó, 1 này. Rồi BE này là 1 chấm này, 1 chấm nha. Đó, 1 chấm. Cuộn này thì cũng còn được nhé, các bạn mình tắm lưỡi hay mình làm tùy theo mình câu suối rồi đó. Lò này cũng 1 chấm luôn, nó còn như thế này nhé các bạn. Đó, 1 2 3. Cuộn này thì tầm khoảng 100 hơn mét này. Cuộn này tầm 50m, này cũng vậy, 50m này. Rồi cuộn này là 2 chấm nè, cũng còn tầm 30-40m thôi. Đó, 1, 2, 3, 4. Cái này gồm 4 món nha, 4 cái này. Mẻ 17 nha, 100k, 17 100k. Đó, về mình dùng. Rồi 18 thì mình có một cuộn BE. Cuộn này nhiều nè nhé các bạn, nhiều màu nè, 1.5 nha, 1.5, rất là nhiều lắm. 1. Rồi cuộn này là 1.5 luôn nè, 1.5, 1 chấm nè, còn ít nha, tầm mấy chục mét. Này cũng, này là màu vàng với màu nâu, còn mấy chục mét. Đó, 3 cuộn luôn nè. Cuộn này màu xanh, cuộn này tầm 2 chấm. Đó, cuộn này rất là nhiều, cuộn này còn nhiều. 1, 2, 3, 4. Cái này là 18 100k nha, 18 100k. Rồi 19 thì mình xuống cuộn Daiwa này, Daiwa Made in Japan nha, fluoro carbon 100% nha các bạn. Cuộn này là 120m, số 5, 0.37mm nè, nó có mẹ code nào đấy, Daiwa hàng Nhật nha. Cuộn này thì còn đầy luôn nha các bạn, nó còn mới luôn, còn nhiều lắm nha, cuộn này còn nhiều, 120m, cuộn này còn đầy luôn nha. Rồi số 5. Cuộn này là 19, giá là 220k, 19 nhé, 220k.
Rồi 20 thì mình có một cuộn Daiwa này, số 6 nhé các bạn, 200m, cuộn này là 200m, fluorocarbon, mizapan 0.405mm nha, có mẹ đó. Daiwa. Rồi cuộn này là 200m, cuộn này còn nhiều nhé, cuộn này sử dụng tầm khoảng cỡ 50m đi ha, này còn tầm khoảng 150 nó hơn, 150 hơn này, còn rất là nhiều nha, dày cui luôn. Đó, này mới sử dụng 40m thôi, còn 150m nha. Rồi cuộn này là số 20 250k nha, fluorocarbon số 6. Rồi tiếp theo là cuộn DUEL Made in Japan nè, DUEL fluorocarbon dây leader 100% carbon nè, số 6. Cuộn này nó có để tải luôn nè, 22 LB 10kg nha các bạn, 10kg hơn, 100m, 0.405mm nè, Made in Japan. Rồi cuộn này như thế này, bên trong nè nó còn như thế này, nó còn tầm khoảng cỡ 4-5 vòng, nó còn nhiều lắm nha, nó còn 4-5 chồng lên đó. Cái này thì tầm khoảng cỡ 60m nha các bạn, tầm nha, mình độ tầm 60-70m, 60m, nó 100m tầm 5-60. Mẹ 21, cuộn này là 120k nha, 21 120k. Rồi 22 thì mình có một cái kẹp cá này nha các bạn, kẹp cá nó như thế này nha, màu đen bằng inox luôn nha, bằng inox kim loại inox gì đó, nó như thế này, màu đen, nó có thêm sợi dây này, mình gắn vào tuôn, mình gắn vào đồ nghề mình để mình câu, nó móc như thế này, màu của nó như thế này đó, chỉ cần bấm này vào mở cá là xong nha, là dính nha, nó xách lên như thế này nha, rất là gọn. 22, cái này là 120k nha, 120k, 22 đó, tầm nó tầm 18-20 cm nhé, 22. Rồi 23 thì có màu đỏ, màu đỏ như thế này nha, màu đỏ. Rồi này thì cái này nó móc ngược nè, cái này móc lên trên này đó, như thế này nha bạn. Rồi 23 120k nha, 120k, 23. Rồi 24 thì mình có một cái gấp cá như thế này, cái này là màu xanh, dây của nó này màu đỏ như thế này đó, gấp cái này móc này. 24, cái này là 120k nha, 24 120k. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình, hoặc là để lại bình luận, mã phụ kiện kèm số điện thoại nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.